Xuất phát từ tình yêu động vật và muốn trải nghiệm chăm sóc giống mèo Maine Coon đắt đỏ bậc nhất châu Âu, chị Nghi Diệp đã bắt đầu nuôi mèo quý tộc cách đây 2 năm. Từ một vài con, đến nay chị đã sở hữu gần chục con mèo giống này. Và đây là con có giá trị cao nhất, lên tới 400 triệu đồng, được nhập về từ Ba Lan. Bé mèo đẹp là nhà, dụ hai tai của bé là sẽ dựng vừa phải. Và trên cái chỏm tai này nó có một chỏm lông này, bao phủ xung quanh nó sẽ là bao phủ lông, nó sẽ che hết cái phần tai của mình đi. Và mắt của bé sẽ là hình oval, mõm to, vuông, trán thì sẽ không bị lõm, đuôi thì sẽ dài và lông đuôi đẹp, bộ lông của bé cũng sẽ dày và đẹp, chân bé thì cao mà thân bé thì dài. Đam mê với những bé mèo và muốn các bé có môi trường phát triển tốt nhất, chị đã mở trại chăm sóc nhân giống mèo. Coi mèo như con, chăm sóc như chăm sóc một đứa trẻ là cách mà chị Diệp thể hiện tình yêu với những bé mèo này. Có khi là gia đình mình còn chưa ăn, ví dụ con cái thì cũng chưa ăn, nhưng mà mình phải lo cho các bé trước, cho các bé ăn trước, vì các bé cũng không có thể tự đi lấy đồ ăn được, nên là bắt buộc mình phải cho các bé ăn. Ăn sau đó xong xuôi thì bắt đầu cho uống thuốc không thiết thứ xong xuôi, cho ăn xong xuôi thì bắt đầu mình mới lại chuẩn bị đến công việc của gia đình của mình. Giống mèo quý tộc được ưa chuộng tại Việt Nam không chỉ có Maine Coon mà còn có các giống khác như Bengal, Savannah, Tiger, mèo Anh lông ngắn Golden. Và những buổi giao lưu mèo như thế này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những chú mèo quý tộc. Xuất phát từ nước Nga, đây là mèo Golden NI12 tai cụp, một bé mèo đực. Đặc điểm của các bé mèo này là bụ bẫm, đáng yêu, quấn người. Thích trẻ con. Các mình luôn tụ tập vào những dịp như cuối tuần và cuối tháng này để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm nuôi mèo này, cùng nhau nói chung là tạo một cái cộng đồng những người yêu mèo, lan tỏa cái tình yêu và mình đam mê về động vật cho những người khác. Em hay dùng cái loại dầu tinh dầu dưỡng lông này, đó là từ dầu argan nó dưỡng lông luôn, sâu từ bên trong luôn, là tạo bong bóng cho mèo. Vuốt là chuẩn lên nào. Đây cái thử. Wow. Mượt luôn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những con mèo quý tộc sở hữu diện mạo thần thái ấn tượng, mặc dù thì đã chiếm được một vị trí nhất định trong giới những người yêu và đam mê mèo, nhưng mà điều đó thì cũng không có nghĩa là những giống mèo ta thì bị lu mờ. Và chú mèo nãy ngồi trên tay tôi đây là một giống mèo thuần Việt với đặc điểm là dáng người bé, lông ngắn và màu lông thì đa dạng, dễ bắt gặp. Đặc biệt thì giống mèo này thì lại rất thích độc lập. Chính vì vậy, đây là một nhân vật chủ chốt của quán cà phê mèo, một quán cà phê nổi tiếng tranh xả nhất thủ đô. Chúng tôi có một cái quy trình để từ việc là tuyển các bạn mèo về quán và chăm sóc các bạn ấy, và tới khi mà các bạn ấy có thể sẵn sàng để mà tiếp khách, thì ở cái công đoạn đầu tiên thì chúng tôi sẽ đi tìm những các bạn mèo nào đã được các chủ chăm sóc và thực sự yêu thương, và sau đó là cho các bạn ấy làm quen với môi trường và với cuộc sống mới. Và đó là lý do mà những vị khách khi tới với cà phê mèo luôn tìm thấy sự thoải mái, sạch sẽ và yên tâm. Là một người yêu mèo, tuy nhiên do điều kiện không cho phép, vì vậy quán cà phê mèo chính là cơ hội để Minh trải nghiệm và thỏa mãn tình yêu động vật của mình. Nhà em thì không cho nuôi mèo này nọ, nhưng mà em là một người rất là thích mèo. Thì những cái quán cà phê này được mở ra nhiều hơn thì nghĩa là em có nhiều cơ hội để em ra ngoài, em gặp những cái bé mèo mà em thích. Những quán cà phê thú cưng tuy đã xuất hiện khá lâu, nhưng trào lưu này dường như vẫn chưa bao giờ ngừng hot, nhất là trong năm Quý Mão này. Bởi ngoài tạo ra môi trường giải trí, thư giãn, thì mô hình này còn là một cách để mỗi người hiểu hơn về động vật, từ đó lan tỏa tình yêu động vật tới với mọi người. Những cái quán cà phê mèo như này này, đấy, mình lại được tiếp xúc với các con mèo có những từ gọi là các giống loài khác nhau, và mỗi loài đều rất đặc biệt và đều có cả tính riêng của nó. Vâng, và có một thông tin thú vị nữa mà tôi muốn chia sẻ.
Đó là với vẻ đẹp và sự tinh nhanh của mình, thì đã có những cuộc thi hoa hậu mèo được tổ chức với ý nghĩa hết sức thiết thực. Ví dụ như là năm 2005, để thúc đẩy người dân nuôi mèo đẩy lùi nạn giặc chuột, tàn phá mùa màng của người nông dân, một cuộc thi hoa hậu mèo đã được tổ chức ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hay là đầu năm nay, một cuộc thi hoa hậu mèo cũng đã diễn ra nhằm nâng cao giá trị, tình yêu và sự tôn trọng đối với vật nuôi nói chung và mèo nói riêng. Và những hình ảnh đẹp, độc đáo về những chú mèo dễ thương cũng sẽ là hành trình cuối cùng trong chuyến trải nghiệm ngày hôm nay.